Dù chúng ta là ai thì chắc chắn là trong cuộc sống của chúng ta phải ra những cái quyết định. Và trong những cái quyết định ấy thì sẽ có những cái cực kỳ quan trọng, cực kỳ sống còn. Nếu chúng ta quyết định đúng thì không nói, nhưng nếu chúng ta quyết định sai thì chúng ta sẽ phải trả giá rất rất đắt và rất nghiêm trọng. Ví dụ như chúng ta có nên lấy người đó làm vợ hoặc chồng hay không, hoặc là có nên nghỉ công việc hiện tại và chuyển sang kinh doanh hay không, hay là nên học đại học hay không. Các bạn thấy rất nhiều những quyết định kiểu như vậy mà nếu chúng ta không biết cách quyết định đúng thì có thể suốt quãng đời còn lại chúng ta sẽ phải sống trong sự hối tiếc và dằn vặt. Và video ngày hôm nay tôi làm cho các bạn để hỗ trợ các bạn sống có lý trí hơn và ra được những cái quyết định đúng hơn cho cuộc sống của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem và cùng bắt đầu ngay các bạn nha. Xin chào các bạn, đây là chương trình Bài học Kinh doanh. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Các bạn cứ đợi 7 giờ tối thứ 7 vào YouTube, gõ từ khóa Web 5 Ngày và xem cái video hiện đầu tiên các bạn nha. Và chương trình cũng còn rất nhiều những cái số phát trước đấy mà có thể các bạn chưa xem, thì các bạn cũng có thể vào một cái đường link ở trên Google Chrome hoặc là Cốc Cốc tại địa chỉ baihoc.web5ngay.com. Quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, làm sao để chúng ta có thể ra được những cái quyết định không sai lầm, ra những cái quyết định ngon lành, và để từ đó về sau cuộc đời của chúng ta chỉ đi lên thôi và không phải hối tiếc dằn vặt vì những cái sai lầm quyết định của mình. Và trong cái bài giảng ngày hôm nay, để làm cho mọi thứ nó trở nên gần gũi hơn, thì tôi sẽ lấy hai cái ví dụ dành cho hai đối tượng khác nhau. Và tôi tin đây là hai cái ví dụ rất khó khăn, cực kỳ khó khăn mà không phải ai cũng đủ lý trí và tỉnh táo để quyết định. Thành ra phần 1 của cái video này tôi sẽ chỉ các bạn trong một cái tình huống cụ thể, đó là cái vị trí của một cái người đang chán ngấy công việc của mình rồi, và anh ta hoặc là cô ta đang tự hỏi liệu bản thân mình có nên nghỉ việc để ở nhà kinh doanh hay không. Bây giờ nghỉ việc thì khỏe bởi vì công việc đang chán, nhưng hàng loạt những nỗi sợ nên không dám ra quyết định. Tôi sẽ giúp các bạn ha. Ở phần 2, tôi sẽ lấy tiếp một cái ví dụ khác của những bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời, không biết mình thích cái quái gì cả, nhưng mà nhìn xung quanh ai cũng đi học đại học, vậy có nên học đại học hay không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào cái ví dụ đầu tiên, ví dụ của cái người đang chán công việc và đang muốn nghỉ việc ở nhà kinh doanh các bạn nha. Rồi, đây là một cái ví dụ của một cái người đang chán công việc, và chúng ta hãy thử đặt vị trí của chúng ta vào cái vị trí này các bạn nha. Tôi biết là rất nhiều người trong các bạn cũng có thể đang ở trong cái vị trí này. Không hề dễ chịu các bạn. Cuộc sống không hề dễ chịu. Chúng ta mỗi ngày đi làm như là những con zombie, những cái bóng ma vật vờ. Chúng ta mệt mỏi, chúng ta muốn nghỉ lắm, nhưng mà nghỉ thì làm sao có tiền. Cũng vì cơm áo gạo tiền mà phải làm, nhưng làm thì lại mệt mỏi, bức bối, tức tối, và có thể cái cảm xúc tiêu cực từ công việc chúng ta mang về, chúng ta đổ lên đầu của những người thân của chúng ta, và cuộc sống càng ngày càng tồi tệ. Công việc nó lan qua gia đình, lan qua những cái mối quan hệ, lan qua sức khỏe, nhưng mà bây giờ lại không dám nghỉ. Nghỉ thì lấy gì ăn? Đấy, thành ra chúng ta sẽ phải học cái phương pháp để ra quyết định một cách lý trí và ra quyết định một cách an toàn và ngon lành cho bản thân của mình ha. Trước khi mà đi vào cái phần phương pháp tôi chỉ các bạn cụ thể, tôi muốn các bạn làm cho tôi hai điều này. Và nếu mà các bạn không làm hai điều này thì có nghĩa là các bạn đang rất chi là ngược đãi và đối xử rất tệ với bản thân mình. Hai việc này là gì? Thứ nhất, tôi cần các bạn thực sự tĩnh tâm và suy nghĩ về cái việc mình đang làm. Tĩnh tâm và suy nghĩ. Tôi chưa cần các bạn ra quyết định, nhưng các bạn phải suy nghĩ, để tôi muốn biết các bạn thực sự nghiêm túc với cái việc ra quyết định này. Bởi vì đây là một cái quyết định lớn, và nếu không quyết định thì cuộc đời của các bạn sẽ tiếp tục khổ, tiếp tục chịu đựng cái hiện tại, những cái sự tiêu cực mà công việc đó mang tới. Thành ra tôi muốn các bạn hãy nghĩ về nó một cách nghiêm túc. Và cái thứ hai, tôi muốn các bạn hãy lên Google và tham khảo cái thông tin đầy đủ về cái việc này. Các bạn có thể lên Google gõ một cái từ khóa kiểu như có nên nghỉ việc để tự kinh doanh, và hãy dành ra 2-3 ngày gì đó để đọc cho tôi, để đọc, để tham khảo, coi coi những cái người đã xảy ra những cái tình huống này, họ đã quyết định tình huống đó như thế nào, để xem những cái tấm gương nghỉ việc thành công kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, và kèm theo đó cũng là những cái tấm gương khác nghỉ việc thất bại đó. Và tôi nói các bạn là những cái mà quan trọng như thế không phải là để hù chúng ta, cũng không phải để chúng ta tự sướng
mà là để chúng ta tham khảo đầy đủ thông tin từ người khác. Các bạn phải làm được hai điều này cho tôi nha. Cứ đọc như là đọc báo thôi, chưa cần ra quyết định và chưa cần nghiêm trọng gì cả. Bởi vì ra quyết định thì tôi sẽ chỉ các bạn ngay bây giờ nha. Các bạn phải hứa với tôi làm được hai điều đó trước. Bởi vì nếu không có một cái sự chuẩn bị đầy đủ về mặt thông tin và kiến thức, không có một cái sự tĩnh tâm đủ, không có một cái sự hiểu biết về ở bên ngoài kia người ta đang làm như thế nào, thì mọi cái sự quyết định đều là quyết định tầm bậy hết. Nên coi như là tôi năn nỉ các bạn luôn, hãy nghĩ về cuộc đời của các bạn, hãy nghĩ về một cái ngày mai tươi sáng, một cái tương lai thoát khỏi được những cái sự tồi tệ mà các bạn đang lãnh nhận và đang chịu đựng ngay bây giờ. Hãy làm cho tôi hai việc mà tôi vừa nói nha. Và nếu mà làm xong rồi hai việc đó thì quay trở lại xem tiếp cái video này và chính thức bước vào cái phương pháp ra quyết định mà tôi chỉ các bạn ngay bây giờ nha. Bây giờ bắt đầu. Rồi bây giờ các bạn sẽ cần tải một cái mẫu để chúng ta có thể làm một cái bản ra quyết định nó hiệu quả và nó có nhiều lý trí và ít cái việc hối tiếc nhất trong quá khứ nếu chúng ta quyết định sai các bạn nha. Các bạn vào giúp tôi một cái đường link, đó là web5ngay.com/ra-quyết-định để các bạn tải cái file có thể điền những cái quyết định của các bạn vào nha. Và tôi khuyến khích các bạn nếu được thì hãy lấy cái file này chúng ta đem lên máy tính hoặc là in ra để chúng ta điền. Đơn giản là cái kích thước khi mà chúng ta in ra hoặc là ở trên máy tính nó sẽ bự hơn và chúng ta có nhiều không gian hơn để chúng ta điền vào các bạn ha. Rồi sau khi mà điền xong rồi thì các bạn hãy mở cái file này ra giống như là cái hình thức ở trên màn hình mà các bạn đang xem các bạn ha. Nó sẽ có những cái việc rất đơn giản thôi. Cái cột đầu tiên, cái cột to đầu tiên, các bạn hãy điền vào giùm tôi cái phương án, đó là tiếp tục làm việc nha. Và cái cột to thứ hai ở bên hướng đối diện, hãy điền giùm tôi một cái phương án, đó là nghỉ việc để tự kinh doanh nha. Như vậy là chúng ta có hai cột để ý kỹ nha. Cột đầu tiên đó là tiếp tục làm việc tại công ty cũ, và thứ hai đó là nghỉ việc để tự kinh doanh nha. Ở dưới thì các bạn có thể thấy là nó xẻ ra tiếp tục thành hai cột nhỏ, đúng không? Thì cái cột nhỏ ở bên trái và cột nhỏ bên phải, các bạn hãy điền giùm tôi cả hai thứ, đó là được và mất nha. Được và mất, như là các bạn thấy ở trên màn hình đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái cột to ở bên hướng tay trái trước nha. Đó là được và mất của cái phương án tiếp tục làm việc tại công ty cũ. Các bạn phải động não và hãy nghĩ ra tất cả những cái phương án mà các bạn đang có của cái việc được và mất khi mà tiếp tục làm việc tại cái công ty mà các bạn đang chán nản đấy. Thì bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ trước cho các bạn nha. Ở cột được thì tiếp tục làm việc ở cái công ty này các bạn được cái gì? Các bạn được cái gì? Thứ nhất là được lương, không mất lương, đúng không? Và tôi muốn các bạn ghi càng cụ thể càng tốt, đó là vẫn có lương để nuôi con và nuôi cha mẹ. Đấy, vẫn có lương, tiếp tục làm thì lương vẫn còn. Và tôi nghĩ đây là một trong những cái quyết định, những cái lý do rất quan trọng nha. Cái được tiếp theo khi mà tiếp tục làm việc ở công ty này là gì? Tôi lấy ví dụ trường hợp, ví dụ như tôi đang ở trong tình huống đó nha. Còn các bạn phải có một cái bản riêng của bản thân mình, phải có một cái bản riêng ha. Tôi nghĩ hoài không ra, ta không lẽ tôi chán cái công việc này nó dữ dội như thế. Được, duy nhất thêm một cái nữa đó là vài đứa bạn tốt ở công ty này. Rồi hết, nghĩ hoài mà không ra. Rồi nếu mà trường hợp chúng ta nghĩ hoài mà không ra thì bắt đầu chúng ta qua cái cột số 2, đó là cột mất. Chúng ta mất cái gì khi mà tiếp tục làm việc tại công ty này? Thì cái mất đầu tiên đó là bị sếp đì. Các bạn đừng bao giờ quên nha, tôi muốn các bạn một cái sự tỉnh thức, đó là tôi đang lấy ví dụ dựa trên quan điểm của tôi. Các bạn không nên bị ảnh hưởng bởi cái ví dụ của tôi. Các bạn phải lấy cái được và mất từ chính trường hợp của các bạn nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, kỹ càng cho tôi một cái nha. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ về việc sếp đi, sếp đối xử tệ với mình, nhưng có thể trong tình huống của các bạn sếp lại tốt, và không có việc gì các bạn phải bị ảnh hưởng bởi cái ví dụ của tôi. Nhớ kỹ nha. Rồi, cái mất thứ hai, giống thứ mình đang chán mà các bạn, rất nhiều những cái cảm xúc, những cái sự mất, các bạn cứ xả hết vào đây, không có gì phải ngại cả nha. Xả hết vào. Cái mức thứ hai đó là đồng nghiệp thấy ghét, đồng nghiệp xăm xôi, xôi mối, thấy ghét. Đó là cái mức thứ hai. Cái mức thứ ba đó là công việc này rất chán và thường xuyên phải làm việc đêm, làm việc ngoài giờ, rất mệt mỏi và không còn thời gian để chăm lo cho gia đình, chăm lo cho người thân nữa nha. Thành ra cái cột này tôi sẽ ghi gọn lại, đó là công việc chán, thường xuyên làm thêm giờ và không còn thời gian lo cho gia đình nha. Ghi nó hơi dài chút xíu nhưng mà nó đã gọn hơn lúc nãy rồi và nó đầy đủ, tôi cần các bạn ghi đầy đủ ha. Cái tiếp theo đó là lương thấp.
lương thấp cũng là một trong những cái vấn đề chán khi mà làm cho cái công ty này. Và cái thứ tiếp theo đó là nhà ở xa, mỗi ngày phải lái xe, phải chạy xe mười mấy cây số để tới nơi làm việc. Lương thì thấp mà nổi tiền xăng thôi cũng mệt mỏi rồi, kẹt xe nữa. Đó, lý do tiếp theo của việc mất khi ở công ty này đó là nhà xa. Và tiếp theo, cái cuối cùng đó là ở cái công ty này thì mãi có cái cảm giác là mãi cũng không có được thăng tiến, mãi không có được thăng tiến. Đấy, thì sau khi mà nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều thì tôi mò ra được những cái mất khi mà tôi tiếp tục làm ở công ty này. Đó, nha. Và để mà các bạn có được một cái bảng này nó càng nhiều càng tốt và nó càng quý giá, nó càng giúp các bạn ra quyết định, thì hãy nhớ về hai cái việc mà tôi yêu cầu các bạn làm lúc đầu. Đó là các bạn phải có được cái sự tĩnh tâm, phải có được cái sự tĩnh tâm. Và thứ hai đó là các bạn lên Google gõ những cái từ khóa để đọc hết tất cả, để biết mọi người, tham khảo những cái câu chuyện và những cái kiến thức từ người khác, thì các bạn sẽ có được những cái sự đa dạng ở đây. Bởi vì có những thứ các bạn không thể nào nghĩ ra, các bạn đúng là có gặp nhưng mà các bạn không nhớ. Thì việc đọc những cái câu chuyện, những cái bài báo nói về vấn đề này, các bạn sẽ có nhiều hơn gợi ý ha. Bây giờ sẽ qua tiếp cái cột to ở bên tay phải, đó là được và mất của cái việc nghỉ việc và ra kinh doanh riêng. Thì bây giờ ở cột được, tôi sẽ lấy đại loại như là tự do và thoải mái. Bởi vì đi làm công ty thì tù túng, thì ở nhà tự kinh doanh sẽ được một cái sự tự do. Mình làm việc của mình mà, đâu phải làm việc của người khác ha. Cái tiếp theo đó là bớt stress. Bớt stress có nghĩa là công việc hiện tại ở công ty quá nhiều và điên đầu, làm cho chúng ta trở nên bực dọc. Thì ở đây bớt stress. Đừng có đánh giá là tôi đang nói đúng hay nói sai nha. Tôi đang ở và đang đóng vai của một cái người đang ở trong tình huống đó và suy nghĩ như vậy. Thành ra các bạn nào mà đã kinh doanh rồi đấy, đừng có vội vào và đánh giá tôi, bởi vì các bạn đã đặt sai hệ quy chiếu nha. Tôi đang ở một cái vị trí rất là khó xử để ra cái quyết định này, và đừng có quên cái vị trí đó của tôi nha. Cái tiếp theo đó là nghỉ việc và tự kinh doanh thì tôi sẽ tự tin hơn, bởi vì ở công ty thì tôi cứ bị sếp la mắng và rất mệt mỏi. Thành ra mỗi ngày những cái sự đánh giá thấp, những cái lời nói kiểu như thế làm cho tôi càng ngày càng mất tự tin. Thành ra cái việc nghỉ việc cũng giúp tôi thoát khỏi một cái người sếp kiểu như thế. Tiếp theo đó là tôi có cái cơ hội để theo đuổi ước mơ của mình. Bởi vì tôi lúc nào cũng thèm mơ ước được mở một cái nhà hàng của riêng mình chẳng hạn. Thì bây giờ đây là cơ hội để tôi có thể thực hiện cái ước mơ đó của mình nha. Đó là những thứ được. Bây giờ qua tới những cái thứ mất khi mà tôi quyết định tôi ra tôi làm riêng. Thứ nhất là tôi sẽ cần phải có một cái vốn, tiền vốn. Thành ra những cái tiền dành dụm và thậm chí có thể đi vay ngân hàng, đó là cái mất đầu tiên. Cái mất thứ hai đó là chưa biết là liệu có thành công hay là có thất bại. Bây giờ chỉ biết mỗi một cái đó là làm thì làm thôi. Thành ra khi mà thất bại thì hoàn toàn có thể trắng tay, cũng là một cái nỗi sợ và một cái mất. Và cái mất thứ ba đó là vợ chồng có thể là không ủng hộ mình, có thể càm ràm đó. Hiện tại thì có nghĩ được như thế nha. Sau khi mà đã nghĩ thông suốt rồi và tham khảo đầy đủ rồi thì các bạn hãy đánh giá, hãy cho điểm giùm tôi nha. Ở cái cột được, từng cái dữ kiện mà các bạn đưa vào, hãy cố gắng cho điểm theo cái phương pháp này giùm tôi. Cái thứ mà quan trọng nhất với bạn thì ở cái cột được, cái điều đó nếu quan trọng nhất với bạn thì hãy cho 3 điểm. Nếu quan trọng ít hơn thì hãy cho 2 điểm, và quan trọng ít nhất thì hãy cho 1 điểm nha. Ở cái cột mất, cái điều mất mà làm bạn tổn thương và làm bạn suy nghĩ nhiều nhất, hãy cho âm 3 điểm. Nhớ là mất là phải trừ nha. Và tương tự như vậy, cái điều ít hơn thì hãy cho âm 2 điểm và cho âm 1 điểm. Rồi, bây giờ nói nhiều thì sẽ không hiểu. Bây giờ vào luôn cái bảng ra quyết định mà tôi vừa nói với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn và các bạn có thể ra quyết định tốt hơn ha. Ví dụ ở cái phần tiếp tục làm việc ở đoạn được, ở cái mục là có lương để tiếp tục nuôi con và nuôi mẹ, thì đây là cái phần rất quan trọng, rất rất quan trọng. Thành ra bản thân tôi sẽ cho 3 điểm. Cái mục số 2 đó là vài đứa bạn tốt, thì cái này được nhưng mà tôi cảm thấy nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì cái mức độ thân thiết với những người bạn này thì cũng vừa vừa thôi, mặc dù họ là người tốt. Thành ra tôi cho 1 điểm nha. Bây giờ qua cái phần mất, sếp đi là một cái rất tổn thương đối với tôi. Tôi cho âm 3 điểm. Đồng nghiệp ganh ghét thì cũng có ảnh hưởng, nhưng mà cũng không có quá ư là nặng nề như là sếp. Tôi cho âm 1 điểm. Công việc chán và chiếm nhiều thời gian, tôi nghĩ đây là một trong những cái vấn đề rất lớn. Tôi cho âm 3 điểm. Lương thấp, tôi cũng cho âm 3 điểm. Các bạn thấy có một cái sự mâu thuẫn đúng không? Tiếp tục làm thì vẫn được lương nhưng mà lương thì lại thấp, cũng là một cái rất là khó xử.
Lương thấp tôi cho âm 3 điểm. Nhà xa thì cũng mệt nhưng mà không phải vấn đề quá lớn. Tôi cho âm 1 điểm. Và mãi không được thăng tiến thì đôi khi mình vẫn chạnh lòng, bởi vì mình làm ở công ty này nó lâu rồi, mình vẫn thèm được lên chức, nhưng mà mình vẫn không đặt nặng cái vấn đề đó là cao nhất. Thành ra tôi cho là âm 2 điểm nha. Rồi như vậy là ở cột được của cái việc tiếp tục làm việc thì tổng điểm của nó là mấy điểm? Là 4 điểm, đúng không? Và tổng điểm của cái cột mất khi mà tiếp tục làm việc đó là âm 13 điểm. Thì tổng của hai cột này cộng lại, các bạn ghi ra giùm tôi nha. Trong tình huống này tôi sẽ ghi đó là âm 9 điểm ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua và phân tích cái cột đó là nghỉ việc và ra làm riêng. Thì bây giờ ở cột được cái việc tự do và thoải mái, tôi sẽ cho 3 điểm đi. Rất quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi đã mệt và tôi rất chán nản cái công việc hiện tại rồi ha. Bớt stress cũng tôi cho 3 điểm luôn. Bởi vì làm việc tiếp tục ở công việc đấy thì mỗi ngày là một ngày stress, riết là sẽ chết dần chết mòn ha. Tự tin hơn, bởi vì làm thì sếp ngày nào cũng nói mình những cái lời như vậy thì tự tin hơn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, một điểm thôi. Và thực hiện ước mơ, đây là một cái việc lớn, quan trọng. Và tôi thực sự có mơ ước một cái nhà hàng riêng. Thì bây giờ tôi cho 3 điểm luôn nha. Thì tổng bên đây cộng lại là 10 điểm. Bây giờ nói với mất tiền vốn thì rất là quan trọng rồi, đúng không? Tôi trừ 3 điểm. Chưa biết sẽ ra sao, sẽ trắng tay. Tôi trừ 3 điểm luôn. Đây cũng là cái điều quan trọng. Và cái cuối cùng, vợ con rồi chồng rồi gia đình phàn nàn thì cũng có ảnh hưởng, nhưng mà thôi, cái này có thể dàn xếp thuyết phục và bỏ qua được nha. Bản thân tôi thôi nha. Còn có thể với các bạn thì đây lại là vấn đề 3 điểm đấy nha. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì tôi cho là trừ 1 điểm thôi. Thì cái cột này tổng cộng là trừ 7 điểm. Thì bây giờ một bên là 10, một bên là trừ 7 thì tổng của nó là 3 điểm. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là hai cột ở đây, một bên là trừ 9 và một bên là dương 3. Thì các bạn thấy nguyên tắc để chúng ta ra quyết định bên nào điểm cao hơn thì lấy bên đó, đơn giản như thế thôi, ra quyết định bên đó. Nhưng mà bây giờ có thể cái quyết định thời điểm hiện tại của các bạn là một cái quyết định bốc đồng. Có thể các bạn vừa lúc nãy thôi bị sếp chửi một trận tơi tả, trong lòng của mình còn rất nhiều oán giận, bực bội, nên là các bạn cho một cái bảng ở đây có thể nó không công bằng. Thì tôi muốn các bạn hãy áp dụng giùm tôi cái quy tắc 133. 133 là sao? Có nghĩa là ngày hôm nay được tính là ngày số 1 nha. Các bạn ra một cái quyết định trong một cái bảng này, ok, để đó 3 ngày sau, đợi những thứ nó nguội lại, đợi mọi thứ nó bình tâm lại, thì các bạn làm ơn quay trở lại hoàn thiện cái bản này cho tôi. Có nghĩa là sẽ có những cái dữ kiện mà các bạn chưa có đủ thông tin, các bạn có thể bổ sung vào những cái cột được mất này. Và các bạn hoàn toàn có thể cho điểm lại. Có những thứ trong cái bốc đồng của cảm xúc thời điểm hiện tại thì các bạn cho đến âm 3 điểm. Nhưng sau đó các bạn suy nghĩ lại, các bạn thấy nó không có nghiêm trọng như vậy, các bạn có thể giảm điểm trở thành âm 2 điểm hoặc là âm 1 điểm, kiểu như thế. Và cái này lại một lần nữa cần cái sự tĩnh tâm và cái nghiên cứu ở trên Google mà tôi nói với các bạn ngay đầu bài nha. Đó là cái ngày 3 ngày sau. Và 3 ngày sau nữa hãy lại tiếp tục quay trở lại hoàn thiện và cho điểm lại nếu cần, và bổ sung thêm những thứ khác nếu cần. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ cần tổng cộng là 1 tuần để ra một cái quyết định quan trọng, cực kỳ quan trọng của cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ mất 7 ngày để ra một cái quyết định nó quan trọng hàng ngàn ngày và thậm chí là hàng chục ngàn ngày với cuộc đời của chúng ta. Nó hoàn toàn xứng đáng các bạn nha. Và đừng bao giờ tiếc rẻ thời gian để đầu tư và ra những cái quyết định quan trọng như thế. Và sau khi mà đã thông suốt hết rồi thì hãy ra quyết định bên nào lớn hơn, điểm cao hơn thì hãy chọn bên đó. Và như vậy thì các bạn đã hoàn thành được 60% cái sự thành công khi mà ra quyết định. Bây giờ tôi sẽ dắt các bạn qua tiếp một cái phần tiếp theo. Nếu các bạn ra quyết định đó thì sau đó sẽ là gì? Một cái người ra quyết định khôn ngoan không chỉ quyết định à tôi làm vẫn chưa đủ. Một cái người khôn ngoan là một cái người à tôi làm, nhưng tôi làm thì nó sẽ như thế nào trong cái tình huống này? Ok, tôi đã quyết định nghỉ việc để tự kinh doanh, nhưng khi mà tôi nghỉ việc để tự kinh doanh thì mọi thứ sẽ như thế nào? Thì cái bản kế hoạch ra quyết định tương lai tiếp theo mà tôi sẽ nói với các bạn ngay bây giờ sẽ là một cái thứ cực kỳ quan trọng. Và hãy cùng xem tiếp các bạn nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống tiếp tục cái bản ở dưới. Các bạn sẽ thấy hai cái bản nữa nha, hai cái bản nữa để chúng ta cùng làm. Và hãy nhớ nha, các bạn phải chậm thôi, đừng có nhanh và đừng có gấp gáp quá. Bởi vì những cái quyết định quan trọng như thế này mà chúng ta làm gấp gáp là chúng ta tự giết mình. Các bạn đừng có tiếc vài ngày, vài tuần để phải trả giá cuộc đời của mình. Nó không đâu vào đâu cả nha. Hãy tỉnh táo và hãy nghiêm túc
nếu các bạn thực sự muốn thay đổi cuộc đời của mình nha. Bây giờ các bạn sẽ thấy ở dưới đây, cái bảng đầu tiên tiếp theo đó là một cái bảng tạm gọi là cái bảng tiên đoán về những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta quyết định làm cái công việc đó. Và tôi lặp lại với các bạn đã có một tuần ngẫm nghĩ, hãy luôn nhớ điều này và hãy xem lại bài giảng này càng nhiều càng tốt. Nếu các bạn không nắm được ý và cảm thấy còn mơ hồ, hãy xem lại nhiều lần. Cái tình huống bây giờ đó là các bạn đã có một tuần chiêm nghiệm, cho điểm những cái sự việc được và mất giữa hai vấn đề, và bạn đã có được một cái sự tĩnh tâm và kinh nghiệm cũng như là kiến thức đầy đủ trước khi ra quyết định chọn hay là bỏ một cái vấn đề nào đó. Và trong tình huống này, sau khi mà cân đo đong đếm, tôi đã chọn ra cái mà tôi sẽ làm, cái quyết định mà tôi sẽ chọn, đó là nghỉ việc và kinh doanh. Đó là quyết định của tôi nha. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy trong cái cột ở trên màn hình của các bạn đấy, cái hàng đầu tiên chúng ta tạm ghi là nếu mọi chuyện tiến triển như mong đợi. Nếu mọi chuyện tiến triển như mong đợi có nghĩa là chúng ta sẽ phải hình dung cái lý trí của chúng ta nó lên ngôi là như thế này. Đa số chúng ta quyết định không theo một cái phương pháp nào cả, quyết định lung tung beng, và mình đúng mình cũng không biết, mà mình sai mình cũng không biết, thế mới chết. Cái sự bế tắc nó sinh ra từ cái việc không biết mình sai ở chỗ nào. Thì ở đây là cái để các bạn lý trí đây nha. Nếu mọi chuyện tiến triển như là chúng ta mong muốn, thì xuống dưới nữa hai cột. Cái cột đầu tiên các bạn hãy ghi chữ ví dụ, và cột thứ hai các bạn hãy ghi chữ hành động cho tôi. Ở cột ví dụ, các bạn phải tiếp tục tĩnh tâm và có thể là lên Google hay như thế nào đó để tìm kiếm tiếp tục thông tin. Và sau đó hãy làm cái việc này cho tôi. Ở cột ví dụ, liệt kê tất cả những cái tình huống có thể xảy ra và những tình huống mà các bạn rất muốn làm nếu các bạn thành công. Nhớ điều này nha. Đây là những tình huống có thể xảy ra khi các bạn thành công, hoặc là những tình huống các bạn rất muốn làm. Ví dụ ở đây, giả sử tôi ra tôi kinh doanh riêng và tôi thành công thì tôi sẽ làm gì đây? Một trong những cái mong muốn đầu tiên của tôi đó là gì? Đó là tôi sẽ bán lãi có tiền lời 500 ngàn một ngày. Đó là cái tôi muốn. Tại vì cái lương hiện tại khi mà làm công nhân của tôi chỉ có khoảng 6 triệu thôi. Và tôi muốn nâng cái mức lương này lên thành 500 ngàn một ngày. Có nghĩa là 15 triệu một tháng. Đấy. Và cái ví dụ cái mong muốn thứ hai đó là khi mà tôi ra tôi làm riêng, tôi mở một cái quán ăn kiểu như vậy. Tôi đang định hình trong đầu là tôi mở quán ăn nha. Còn một chút xíu có thay đổi gì thì tôi sẽ nói lại với các bạn. Và tôi đang định hình là tôi mở một quán ăn thì tôi sẽ có một cái tâm trạng vui vẻ khi mà làm việc nha. Có nghĩa là cái mục số 2 tôi ghi là làm việc vui vẻ. Cái phần số 3 mà tôi muốn ở cái mục ví dụ, tức là cái mục mong muốn này, đó là tôi sẽ là một cái người sếp tốt. Bởi vì ai mà ra làm riêng thì cũng có một cái ước mộng được làm sếp, được làm chủ. Thì tôi muốn là một người sếp tốt, một người chủ tốt trong chính cái công việc kinh doanh của mình. Đấy. Đó là ba cái mong muốn của tôi ở cái cột ví dụ ha. Và đương nhiên các bạn sẽ phải ngồi suy nghĩ và liệt kê càng nhiều càng tốt về những thứ mà các bạn muốn làm, các bạn muốn xây dựng, muốn nó trở thành khi các bạn thành công trong cái quyết định mà các bạn chọn. Đấy, bây giờ sẽ qua đến phần cái cột ở bên tay phải nha. Cái cột bên tay phải đó là cột hành động. Từ cái mong muốn ở bên tay trái, bạn phải có cái hành động cụ thể. Nếu điều đó xảy ra, nếu các bạn thành công, nếu các bạn muốn làm điều đó, thì các bạn sẽ hành động như thế nào? Ở cái cột bên tay phải này, mọi thứ phải chắc cú và rõ ràng trong đầu của chúng ta ngay từ đầu nha. Ví dụ như bán lãi 500 ngàn đồng một ngày, thì cái dự trù trong đầu của tôi đó là tôi sẽ dành ra 100 ngàn đồng một ngày để đó, để cuối tháng gom lại được 3 triệu. Và tôi sẽ nâng cấp cái quán của mình lên, cứ mỗi tháng là tôi sẽ nâng cấp nó 3 triệu đồng. Đó là cái tôi muốn. Ngày hôm nay bàn ghế cùi bắp, sau mỗi tháng tôi nâng cấp lên ngon hơn. Tôi nâng cấp từ từ, nâng cấp từ từ, thiếu cái gì nâng cấp cái đồng. Và mỗi tháng nâng cấp 3 triệu. Đấy. Và trong cái 500 ngàn đồng tiền lãi một ngày này, tôi cũng muốn tiết kiệm 100 ngàn đồng một ngày. Có nghĩa là để dành, lỡ có chuyện gì còn biết đường xài. Và còn lại 300 ngàn tôi sẽ dùng nó để chi tiêu trong gia đình nha. Bình thường lương của tôi không có bao nhiêu cả. Bây giờ nếu mở ra thành công thì một ngày 300 ngàn thì một tháng tôi có khoảng 9 triệu. Cuộc sống của gia đình, của con cái được nâng cao. Và đó là cái dự trù trong đầu của tôi. Nếu mà tôi đạt được một cái mục tiêu, ước muốn là lãi 500 ngàn một ngày. Bây giờ tới cái ước muốn thứ hai, đó là làm việc vui vẻ nha. Làm việc vui vẻ, giả sử tôi làm cái công việc kinh doanh này và tôi cảm thấy rất thoải mái, mỗi sáng dậy tôi yêu đời và đó cũng là một cái mục tiêu của tôi, thì tôi sẽ làm cái gì đây ở một hành động? Có thể rất nhiều,
ở đây tôi động não, giả sử tôi sẽ nghĩ là tôi sẽ có nhiều thời gian để dạy con hơn, bởi vì tôi ở nhà tôi kinh doanh mà, đúng không? Tôi sẽ có nhiều thời gian dạy con hơn và chăm sóc bố mẹ của mình, đấy, gần gũi với chồng con của mình hơn, gần gũi với vợ con, đó, kiểu như thế. Hoặc là một cái ước muốn khác, giả sử như là tôi sẽ ngủ nhiều hơn do không phải đi xa, đúng không? Ngủ nhiều hơn, kiểu như vậy. Bởi vì tôi muốn mở một cái quán ăn và trong tương lai sẽ phát triển nó thành nhà hàng. Thành ra tôi cũng muốn có nhiều thời gian hơn để tập nấu ăn, để dợt cái khả năng nấu ăn của mình. Đó, để mua sách nấu ăn, để lên YouTube xem và bắt chước, học hỏi họ. Thì đó cũng là cái mục tiêu của tôi. Đó, đó là những hành động nha. Khi mà tôi ra tôi làm ăn riêng, mỗi ngày tôi sẽ được làm những điều đó và điều đó khiến tôi vui vẻ nha. Bây giờ tới cái mục tiếp theo, các bạn hãy tiếp tục tưởng tượng. Những điều này rất quan trọng các bạn ạ. Các bạn không làm được thì cái quyết định của các bạn vứt đi, và từ từ các bạn sẽ hiểu nha. Bây giờ cứ theo tôi, cứ sống theo và tưởng tượng theo những gì mà tôi đang nói ha. Tới cái mục tiếp theo, đó là tôi sẽ là người sếp tốt. Thì bởi vì mới mở ra thì cũng cần người phụ, nên tôi có thể nhờ mấy đứa cháu ở dưới quê lên phụ mình. Đó. Và mỗi ngày cái hành động của tôi là tôi sẽ dạy tụi nó về những cái việc lễ phép với khách và chăm sóc khách như thế nào, dạy tụi nó những cái điều hay lẽ phải nha. Và đó là những điều mà tôi sẽ dự trù tôi làm khi mà mấy đứa cháu ở dưới quê lên phụ tôi. Có nghĩa là tôi sẽ tập là một cái người sếp tốt dựa trên những cái điều tốt đẹp mà tôi làm tốt cho mấy đứa cháu của mình nha. Tôi cũng sẽ chăm sóc tụi nó, cho tụi nó ăn uống đầy đủ, chỗ ngủ chung trong nhà, và dạy tụi nó những điều hay. À, như vậy là xong cái bảng đầu tiên nha. Ở đây tôi chỉ kể 3 cái thôi, nhưng mà tôi muốn các bạn hãy kể nhiều hơn, để các bạn tưởng tượng ra được các bạn sẽ làm những gì khi mà các bạn có được những sự thành công trong quyết định của mình. Bởi vì quyết định rồi mà không biết sẽ làm cái gì thì quyết định làm gì, đúng không? Chúng ta phải biết được tiếp theo sẽ là cái gì nha. Bây giờ sẽ xuống cái mục tiếp theo. Đó là mục gì? Đó là nếu mọi chuyện tồi tệ thì tôi sẽ làm cái gì đây? Đây là một trong những cái bảng rất quan trọng. Các bạn quyết định, ok. Các bạn dũng cảm, ok. Nhưng nếu các bạn quyết định và mọi chuyện không theo đúng cái ý của các bạn muốn thì các bạn sẽ làm như thế nào? Đó mới là cái phần quan trọng. Quyết định thì ai chả quyết định được. Lúc quyết định thì ai chả phê. À, tôi đã chiến thắng chính mình, tôi đã quyết định, tôi đã dám làm cái điều đó. Nhưng chưa có ý nghĩa gì cả các bạn ạ. Chưa có ý nghĩa gì cả. Nếu các bạn quyết định và mọi chuyện không như ý các bạn thì các bạn sẽ làm cái gì? Và các bạn phải hiểu cái mục này rất quan trọng ở chỗ đó là chắc chắn 100% tất cả những gì mà chúng ta bắt đầu làm thì sẽ đều có những cái điều không như ý. Và ý thức được điều đó, không có việc gì trên đời này là dễ chịu cả, không có việc gì ha. Và muốn đạt được những cái điều hạnh phúc thì phải trải qua đau khổ. Hãy chuẩn bị cho điều này. Và đây là cái bảng để chúng ta chuẩn bị. Nếu các bạn là một người trưởng thành trên 18 tuổi và đang nghe video này, các bạn phải ý thức rất rõ về những khó khăn trong cuộc sống. Các bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ một cái thứ gì ra hồn nếu các bạn không qua được những thứ khó khăn. Thành ra đừng có né khó khăn, đừng có né. Có né cũng không được đâu. Cái các bạn cần đó là nhìn khó khăn ngay từ trước khi nó xảy ra và ý thức được khó khăn đó là cái gì. Và một cái người bản lĩnh là cái người có thể đoán được khó khăn nào sẽ tới khi mà tôi làm công việc đó. Thì đỉnh cao là như vậy, đỉnh cao là như vậy. Bây giờ các bạn nhìn đây ha, nhìn vào cái bảng đi. Tiếp tục vẫn là hai mục, một cái mục ví dụ và cái mục đó là hành động. Ví dụ là những cái ước muốn ha. Tôi dùng chữ ví dụ, tôi không dùng chữ ước muốn, bởi vì tôi muốn các bạn có càng nhiều càng tốt, liệt kê ra càng nhiều càng tốt nha. Và những cái suy nghĩ của các bạn sẽ như thế nào, cái việc gì có thể xảy ra nếu các bạn như thế nào thất bại đó. Thì bây giờ ở đây tôi sẽ ghi tạm là hai mục nha. Cái mục đầu tiên đó là cái lo sợ lớn nhất của tôi. Đầu tiên đó là mình không có kinh nghiệm sơ mú gì cả, nên là sợ mở ra bán không được và trắng tay. Các bạn thấy nỗi sợ lớn không? Và đây chính là cái nỗi sợ mà bất kỳ ai đứng trước một cái quyết định cảm thấy rất phân vân. Bởi vì một cái quyết định mà an toàn quá thì ai cũng quyết định được. Một cái quyết định mà làm cho người ta phân vân, làm cho người ta sợ hãi, bởi vì nó có một cái sự nguy hiểm nào đó ở trong cái quyết định đó. Thì đây là cái nguy hiểm nhất trong cái sự quyết định này. Và đây là cái phần hấp dẫn, các bạn chú ý và các bạn nhớ nhìn cho nó rõ ràng nha. Và cái nỗi sợ thứ hai, giả sử khi mà tôi mở một cái quán ăn chẳng hạn, thì rất là sợ những cái vấn đề cạnh tranh không lành mạnh, giống như là bảo kê hoặc là phá phách. Thì đó cũng là cái mà nếu mà tôi thất bại, nó có thể hoàn toàn xảy ra và là một trong những cái nguyên nhân của cái việc thất bại ha. Thì bây giờ tạm thời tôi mới nghĩ ra được hai cái này thôi, có thể là một chút xíu nữa tôi sẽ nghĩ được nhiều hơn nha. Bây giờ ở cái mục đó là đầu tiên đó là bán không được và sợ tay trắng, chưa có kinh nghiệm, thì cái hành động của các bạn nếu cái điều này xảy ra là gì? Dự trù, lúc nào cũng phải có kế hoạch trong đầu là như vậy. Ok, tôi quyết định làm điều đó. Ok, nếu tôi không thành công thì tôi phải làm cái gì
Tiếp theo, tôi phải làm cái gì tiếp theo? Đó mới là cái bản lĩnh của một cái người dám ra quyết định và dám lèo lái. Khi mà các bạn ra quyết định, tức là các bạn đang ngồi ở trên một cái con thuyền do các bạn lái. Và phải bẻ lái chứ. Trên đời này không có một cái con thuyền, không có một cái chiếc xe nào mà cứ thẳng lái từ đầu đến cuối. Không bao giờ. Chỉ có duy nhất một con thuyền bẻ lái. Và đương nhiên, một cái chiếc xe, một cái con thuyền đang đi, gặp một cái cục đá ở đằng trước, bẻ lái qua là chuyện bình thường. Cuộc đời của các bạn y chang như vậy. Và các bạn phải quên đi cái điều con đường không bao giờ thẳng. Thì đây, lại chữ đây một lần nữa. Đây chính là cái để các bạn bẻ lái đây. Nếu các bạn lo sợ lớn nhất là tay trắng, thì các bạn sẽ làm gì? Yeah. Thì ở đây tôi sẽ có một số cái gợi ý theo kinh nghiệm của tôi. Và nhớ lặp lại và nhắc lại một lần nữa, đừng để bị ảnh hưởng bởi ví dụ của tôi, bởi vì có thể ví dụ của bạn là nó khác nha. Đây chỉ là tham khảo và hóa thân để có một cái ví dụ cụ thể và hướng dẫn với các bạn. Bây giờ giả sử sợ tay trắng thì làm sao để không tay trắng? Tôi ghi bên đây hành động của tôi, đó là phải thủ tiền. Thủ tiền có nghĩa là phải mở nhỏ thôi và chừa tiền lại để dành, để lỡ mà có thua lỗ thì còn tiền đó để tiếp tục tính tiếp. Đấy, thành ra có thể là bây giờ không có tiền nghỉ đúng không? Đi vay ngân hàng 100 triệu thì đừng có ngu dại, không ngu dại, xài hết 100 triệu này, thay vào đó 10 triệu hoặc là 20 triệu thôi, để lại 80 triệu thủ. Thì nếu mà có tiền thủ thì cái nỗi sợ tay trắng không xảy ra, kể cả khi thất bại. Đấy, phải tính trước như vậy thì mới có cái phương án đúng không? Mới dám ra quyết định và giải quyết được bài toán này, bắt đầu cảm thấy tự tin hơn khi mà chiến đấu, nghe không? Và bây giờ kế hoạch kinh doanh, cái kế hoạch dự tính trong đầu cũng sẽ thay đổi. Lúc đầu muốn mở một cái quán thì một cái quán cần khoảng 100 triệu. Bây giờ thấy cái việc mà chơi hết 100 triệu là hơi quýu rồi, quyết định không mở quán nữa, mở một cái xe đẩy thôi. Có thể bán ốc hay là bán cái gì đó, tiền nó ít hơn và an toàn hơn, giữ lại 80 triệu để thủ. Đấy, vẫn là buôn bán thôi, nhưng mà giảm quy mô lại, không mở quán, làm cái xe đẩy thôi. Mọi thứ nó tiết kiệm ha. Rồi lúc đó nếu mà trường hợp kinh doanh không thành công thì chắc là phải có một cái vấn đề gì đó đúng không? Thì bây giờ cho cái đầu mình nó khôn ra thì có thể đi qua những cái quán khác, nhất là những cái quán đông, xem họ bán như thế nào, vì sao họ thành công, tới đó mà phân tích nha. Và kể cả làm cái việc này trước khi mà thất bại luôn. Quán nào ngon bước vô ăn, coi coi nó nấu ngon không, coi coi nó phục vụ như thế nào, và về nhà suy nghĩ xem tại sao nó bán đông như vậy. Và nếu mà mình học được cái gì đó sai, lấy sai liền cho cái xe đẩy bán đồ ăn của mình nha. Và bây giờ giả sử tính sâu hơn luôn, giả sử 20 triệu đồng cho cái xe đẩy đầu tiên thất bại, thì nếu mà xài hết cái số tiền đó thì làm gì? Ok, sẽ chi tiếp 10 triệu. Và nếu thất bại một lần nữa, chi tiếp 10 triệu. Và không bao giờ chi quá 40 triệu, cỡ nào cũng phải giữ lại 60 triệu trong tổng số 100 triệu tiền vốn để thủ nha. Và nếu trường hợp thất bại liên tục và thua lỗ 40 triệu thì bắt buộc mình phải ra một cái quyết định gì đó, phải có một sự thay đổi nào đó. Có thể là đổi món, có thể là đổi vị, có thể là đổi một cái gì đó. Nhưng khi mà thua lỗ 40 triệu rồi, đang giả sử nha, giả sử là thua lỗ 40 triệu rồi thì chắc chắn là phải có một cái chỗ sai nào đó, thì phải có thay đổi và chi tiếp 10 triệu ra để làm. Cỡ nào cũng phải giữ lại 50 triệu nha, tối thiểu phải giữ lại một nửa vốn để cái viễn cảnh trắng tay sẽ không xảy ra nha. Và nếu mà các bạn thực sự nghiêm túc trong thực tế, các bạn làm như thế này thì các bạn an toàn rất nhiều rồi nha. Các bạn không thiếu thông tin, các bạn có sự chuẩn bị và các bạn có một cái sự can đảm nữa thôi thì các bạn sẽ có được rất nhiều thứ nha. Và một cái tính tiếp theo, một cái sự tính toán tiếp theo đó là gì? Giả sử nhà có hai vợ chồng thì bây giờ một người nghỉ ở nhà buôn bán thì cái người còn lại thì không được nghỉ nha. Và tôi nhắc lại với các bạn một lần nữa là các bạn đừng có quên nha, chúng ta đang ở trong cái mục nếu mọi chuyện tồi tệ và không kinh doanh được thì sẽ như thế nào. Chúng ta phải nghĩ ra tất cả những cái tình huống tồi tệ nhất và cái giải pháp cho nó. Thì một trong những cái giải pháp bây giờ là, giả sử tôi là người vợ đi nha, tôi phải lấy một cái ví dụ nó ngược ngược như thế này cho các bạn dễ chú ý. Giả sử tôi là vợ đi thì tôi nghĩ chồng tôi không được nghỉ, nghiêm túc như vậy. Khi nào cái xe đẩy này thành công thì lúc đó tôi mới kêu chồng tôi nghỉ, còn khi mà nó chưa thành công thì phải đi làm, anh kia phải đi làm để đảm bảo cái nguồn thu nhập tối thiểu nữa nó không bị cắt. Điều này rất quan trọng nha, tính luôn từ bây giờ ha. Và sợ tay trắng nữa nên tốt nhất là hãy tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Bàn ghế hãy mua bàn ghế cũ, mua ghế nhựa các thứ cho rẻ, xe đẩy coi có ai sang quán, sang xe lấy. Rồi vật dụng nguyên liệu, giả sử như xe ốc chẳng hạn, đi tới tận chợ đầu mối để mua luôn, tự đi mua luôn để tiết kiệm. Và tự mình nấu luôn, mình với mấy đứa cháu trong nhà tự nấu luôn. Đấy, tiết kiệm tối đa. Thì cái số tiền tiết kiệm càng nhiều có nghĩa là cái số tiền còn lại với mình càng nhiều. Và cái ngày tay trắng nó càng đẩy xa, càng đẩy xa. Điều đó rất quan trọng. Và cái nỗi sợ càng ngày nó sẽ càng bị xóa nhòa ha. Và một cái nữa, giả sử kinh doanh thua lỗ thì có thể là một trong những nguyên nhân đó là ít người biết tới mình, đúng không? Ít người biết tới mình.
thì phải học. Học về tiếp thị, học về quảng cáo. Có thể thử bắt chước người ta lập Facebook hoặc là lên Foodie, tạo một cái gian hàng các thứ, rồi lần mò vào diễn đàn học, ra nhà sách, kiếm sách dạy về kinh doanh để học, kiểu như vậy. Thì cũng là một cái cách để ứng phó trong cái tình huống mà chúng ta không có làm ra được cái quái quỷ gì ra hồn nha. Thì cái đầu của mình nó quan trọng lắm, mình không biết là chết nha. Thì đó là những cái hành động mà tôi sẽ làm trong cái tình huống, kể cả tôi làm trước khi cái tình huống này xảy ra, đó là kinh doanh thua lỗ và có nguy cơ tay trắng thì phải dự trù. Thì các bạn thấy, các bạn nghe tôi nói qua nãy giờ, chúng ta tính hết thì cái nỗi sợ của chúng ta nó giảm rất nhiều, và chúng ta có cái sự can trường để dám thực hiện cái quyết định của mình nha. Bây giờ tôi sẽ qua tiếp cái ví dụ thứ hai, cái cột thứ hai, đó là giả sử đối thủ phá đi. Thì đối thủ phá ở cái mục ví dụ này thì hành động của chúng ta sẽ là gì? Hành động của chúng ta có thể là ví dụ đóng tiền bảo kê, chấp nhận đóng nha, bởi vì không đóng thì bị người ta phá. Các bạn ra kinh doanh, các bạn sẽ thấy có những cái luật bất thành văn. Ở đây tôi không cổ suý cho cái xấu, nhưng mà có những cái việc bất thành văn các bạn phải chấp nhận là như vậy. Nếu các bạn muốn yên ổn làm ăn, chúng ta đôi khi phải ý thức được chúng ta mạnh hay là yếu. Yếu mà cương là chúng ta ngu, chứ không phải là chúng ta dũng cảm. Nhớ kỹ cho tôi. Hoặc là một cái tình huống khác, đó là tôi sẽ tìm một cái chỗ an toàn gần nhà mình, cái tôi chạy đi vòng vòng, tôi kiếm coi cái chỗ nào nó an toàn, cái khu vực nào nó an ninh, và tôi xin người ta đẩy cái xe đẩy đến đó để bán. Có thể lề đường cũng được, kinh doanh mà phải bươn chải như vậy. Và một cái trường hợp khác bị đối thủ phá thì có thể là trường hợp là cạnh tranh với nó, bán chung mặt hàng với nó. Thì bây giờ nhìn lại để ý thử coi có nhất thiết là mình phải bán cái mặt hàng chung với nó hay không. Nếu mà mình bán thực sự đắt thì mình nghĩ đường khác, còn nếu mà mình bán ế quá thì thôi, mình chuyển qua bán một cái thứ khác, không cạnh tranh với nó để nó cứ tới nó phá mình hoài. Đó là những cái dự trù. Nếu chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ có những cái option, những cái lựa chọn để mình làm như thế. Đó. Thì bây giờ các bạn hãy ứng dụng tiếp cái quy luật 133. Đó là hai cái mục này chúng ta làm trong ngày hôm nay. 3 ngày nữa, tĩnh tâm, có thêm nhiều thông tin hãy bổ sung thêm, và hãy suy nghĩ lại một lần nữa cho những cái đáp án của mình. Làm sao để cái đầu của các bạn nghĩ về những cái trường hợp tồi tệ nhất, và nếu điều đó xảy ra thì bạn có cách bạn làm, bạn có cách bạn xử lý liền. Đó. Và sau 3 ngày nữa thì lại tiếp tục làm lại điều đó một lần nữa và quyết định. Ok, ngày hôm nay là ngày hành động. Sau khi đã quyết định, đã có những cái sự dự trù, tính toán trước thì hành động nha. Và tôi nói với các bạn là cho dù chúng ta tính cỡ nào đi chăng nữa thì một trong những thứ mà chúng ta phải chuẩn bị đó là sự thay đổi. Bạn tính cỡ nào đi chăng nữa, cuộc đời tính khác. Cái bạn cần là một cái sự can trường, một cái sự vững chãi trong đầu óc, trong suy nghĩ, và hãy dũng cảm lên, dám thay đổi cuộc đời của mình dựa trên những tính toán, dựa trên cái sự đầu tư về thời gian, thì các bạn sẽ có được những điều tuyệt vời xảy đến trong cuộc sống. Các bạn có 1 tỷ, không phải ngẫu nhiên các bạn có được 1 tỷ. 1 tỷ nó chỉ rớt trúng cái người xứng đáng thôi. Và ngày hôm nay là cái ngày để các bạn có thể thay đổi được cái cuộc sống của mình. Thật là dễ dàng khi mà chúng ta ngồi đó chúng ta phê phán, nhưng mà rất khó để chúng ta dám quyết định, rất khó để chúng ta dám mạo hiểm với cuộc đời của mình. Nhưng khi mà chúng ta không mạo hiểm, thực ra đó lại là cái tình huống mà chúng ta mạo hiểm nhất. Chúng ta vẫn phải sống mòn, vẫn phải sống một cuộc đời tồi tệ ngay lúc này. Thì các bạn quyết định đi, hãy quyết định, bởi vì cái người thiệt nhất là các bạn mà thôi. Tôi không cần biết cái video này làm ra có thể tôi sẽ bị chỉ trích bởi những người chả ra cái gì, nên tôi không cần biết điều đó. Nếu mà chiều ngày hôm nay các bạn vẫn ăn những cái món ăn mà các bạn không muốn ăn, và giả sử có những cái chuyện không may xảy tới mà các bạn không có xoay sở kịp, vì nền tảng tài chính, vì mối quan hệ, vì sức khỏe, và vì bất cứ một cái gì của các bạn quá yếu, thì các bạn trách các bạn thôi. Và đôi khi người ta phê phán tôi bởi vì người ta cần một cái người nào đó để xả ra những yếu kém của chính họ, tôi sẽ không giận những người đó. Tôi chỉ muốn nói, nếu những người đó có nghe, kể cả những người đó có yêu thương tôi hay là ghét tôi, thì hãy nghĩ và thương cho chính các bạn. Đây là lúc để các bạn ra những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Bạn càng nhát thì bạn càng hèn, bạn càng hèn thì bạn càng chịu đựng, càng nhẫn nhục, và nó sẽ lan ra rất nhiều trong cuộc sống của các bạn và những người xung quanh. Cái video này khá dài rồi, nên là tôi sẽ không còn thời gian để làm tiếp cái ví dụ thứ hai, cái quyết định là có nên học đại học hay không. Tôi sẽ làm cái video này ở tuần tiếp theo nha. Tôi hy vọng là kể cả những bạn nào còn nhỏ hoặc là những bạn đã trưởng thành, hãy xem cái video về quyết định học đại học. Bởi vì đó là cái video tôi thị phạm để các bạn rành rẽ hơn những cái kỹ thuật của cái việc ra quyết định nha. Hãy nhớ là những cái bài giảng nào quan trọng nhất vẫn là luyện tập kỹ thuật ra quyết định, chứ không phải trong những cái tình huống cụ thể này. Những tình huống này chỉ là minh họa thôi. Cái tôi cần là các bạn nắm vững kỹ thuật để ra quyết định, và đó là cái tôi mong chờ nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Chúng ta tiếp tục đào sâu để có thể thuần thục cái kỹ năng ra quyết định. Không bao giờ sai, không bao giờ sai các bạn nha. Cảm ơn.